Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Quý phụ huynh học sinh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 2. Chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà môn tiếng Việt. Bài hôm nay các con chúng ta sẽ thực hiện là 3 câu bài tập. Câu 1, các con chúng ta sẽ rèn kỹ năng đọc thông qua việc các con đọc bài Bác sĩ sói. Câu 2 là các con chúng ta sẽ rèn kỹ năng đọc hiểu, trả lời câu hỏi. Và các con chúng ta sẽ rèn kỹ năng viết bài thông qua việc viết lại câu trả lời câu hỏi số 1, số 2 và số 3 vào sổ trắng. Và câu bài tập số 3 là câu bài tập có liên quan đến vốn từ và câu. Các con chúng ta sẽ ôn tập và tìm từ trái nghĩa với lại những từ cho trước. Các con hãy ghi 3 câu bài tập vào trong sổ trắng của mình. Sau đó thì các con hãy đọc kỹ yêu cầu của từng bài để thực hiện theo yêu cầu của từng câu hỏi nhé. Các con làm bài trong khoảng thời gian là 40 hoặc 60 phút. Sau khi các con chúng ta hoàn thành xong bài rồi thì các con chúng ta hãy tiếp tục mở video của cô, theo dõi phần hướng dẫn và đáp án của cô giáo nhé. Sau đây thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta sẽ thực hiện cái yêu cầu của câu bài tập số 1. Câu 1, đọc bài Bác sĩ sói, sách tiếng Việt lớp 2, tập 2, trang 41 và 42, đọc 3 lần. Các con chúng ta hãy lấy sách tiếng Việt lớp 2, tập 2 ra nào. Các con hãy mở trang 41 và 42 ra nhé. Sau đó thì các con hãy luyện đọc bài. Các con đọc bài 3 lần để giúp cho các con chúng ta sẽ đọc đúng các từ ngữ có trong bài. Đọc không bị vấp, không bị sai. Và khi đọc bài nhiều lần, các con cố gắng là sửa chữa làm sao đọc ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu. Các con ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm hoặc là cuối câu. Bên cạnh đó, câu nào dài, các con chúng ta có thể là ngắt nghỉ hơi sau mỗi một cụm từ cho phù hợp. Khi đọc bài thì các con cũng cố gắng chúng ta rèn đọc sao cho nó hay, thể hiện lời các nhân vật nó phù hợp. Lời nhân vật của ngựa thì như thế nào, lời nhân vật của sói thì như thế nào. Sau đây cô mời các con chúng ta sẽ mở sách cùng cô luyện đọc bài Bác sĩ sói nhé. Bác sĩ sói thấy ngựa đang ăn cỏ, sói thèm rõ rãi, nó toan xông đến ăn thịt ngựa, nhưng lại sợ ngựa chạy mất. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu. Xong, nó khoan thai tiến về phía ngựa. Sói đến gần, ngựa mới phát hiện ra, biết là cuống lên thì chết. Ngựa bình tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sói đến gần ngựa, giả giọng hiền lành bảo: bên xóm mời ta sang đây khám bệnh, ta đi ngang qua đây, nếu cậu có bệnh ta chữa giúp cho. Ngựa lễ phép: cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá, ông làm ơn chữa giúp cho. Hết bao nhiêu tiền, cháu xin chịu. Sói đáp: chà chà, chữa làm phúc, tiền với nong gì, đau thế nào, lại đây ta xem. Đau ở chân sau ấy ạ, phiền ông xem giúp. Sói mừng rơn, mon men lại phía sau, định lựa miếng, đớp sâu đùi ngựa, cho ngựa hết đường chạy. Ngựa nhón nhón chân sau, vờ rên rỉ, thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá một cú trời giáng, làm sói bật ngửa, bốn cẳng hua giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Theo La Fontaine, Huỳnh Lý Dịch.
Các con vừa cùng cô luyện đọc bài Bác sĩ sói. Các con chúng ta hãy chăm chỉ luyện đọc nhé. Những chữ nào mà các con thấy là mình đọc nó còn chưa có đúng, phát âm khó thì các con chúng ta hãy rèn luyện đọc một vài lần để cho chúng ta đọc thật là đúng, phát âm đúng các từ ngữ nhé. Bên cạnh đó thì khi các con đọc bài, các con cố gắng là mình sẽ đọc thể hiện lời các nhân vật rồi nhấn giọng ở những từ ngữ miêu tả để khi đọc bài chúng ta sẽ thể hiện được cái nội dung của bài, người nghe sẽ cảm thấy là dễ hiểu và thấy hay. Tiếp sau đây thì cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô thực hiện cái nhiệm vụ câu số 2 nhé. Câu 2, trả lời 5 câu hỏi cuối bài Bác sĩ sói, viết lại câu trả lời số 1, số 2, số 3 vào sổ trắng. Như vậy thì trong cái câu 2 này, các con chúng ta hãy đọc các câu hỏi ở cuối bài. Sau đó các con chúng ta sẽ trả lời lần lượt từng câu hỏi dựa vào nội dung các con mới đọc bài. Sau khi các con trả lời hết 5 câu hỏi thì các con hãy ghi câu trả lời số 1, câu trả lời số 2 và câu trả lời số 3 vào sổ trắng. Việc các con viết vào sổ trắng để giúp cho các con chúng ta luyện chữ. Và khi các con viết, cố gắng chúng ta sẽ viết chữ cho sạch đẹp, đúng chính tả, trình bày cho nó thật sạch nhé. Sau đây thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi. Bắt đầu từ câu hỏi số 1. Câu 1, từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của sói khi thấy ngựa? Để trả lời câu hỏi 1, các con chúng ta hãy đọc thầm đoạn 1 nhé. Ở đoạn 1 chúng ta có từ sói thèm rõ rãi. Đây chính là từ ngữ nói lên sự thèm thuồng của sói khi thấy ngựa. Các con hãy ghi câu trả lời vào trong sổ trắng. Câu số 2, sói làm gì để lừa ngựa? Để trả lời câu hỏi thứ 2, các con chúng ta cũng đọc thầm đoạn 1 nhé. Sói làm cái việc lừa ngựa đó là nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt này, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu, xong khoan thai tiến về phía ngựa. Có nghĩa là con sói nó đã làm việc gì đó các con? Đó chính là nó đóng giả ai? Đóng giả một bác sĩ đi khám bệnh đấy các con nhỉ? Vậy câu trả lời của chúng ta là sói đóng giả làm bác sĩ đi khám bệnh để lừa ngựa. Câu thứ 3, ngựa đã bình tĩnh giả đau như thế nào? Để trả lời câu hỏi thứ 3, các con chúng ta hãy đọc thầm đoạn 2 nhé. Khi mà thấy sói đến gần rồi thì ngựa biết là cuống lên thì chết, nên ngựa bình tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sau đó thì ngựa lễ phép và nói với lại sói là cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá, ông làm ơn chữa giúp cho, hết bao nhiêu tiền cháu xin chịu. Đó chính là sự bình tĩnh giả đau của ngựa đấy các con ạ. Các con hãy ghi ngắn gọn câu trả lời của mình lại nhé. Ngựa biết là cuống lên thì sẽ chết liền, bèn giả bộ đau chân sau, lễ phép đáp lời bác sĩ sói, rồi nhờ bác sĩ khám giúp cho. Câu hỏi số 4, tả lại cảnh sói bị ngựa đá. Trả lời câu hỏi số 4 này, các con đọc thầm đoạn thứ 3 nhé. Cảnh mà sói bị ngựa đá đó là khi sói mon men lại phía sau định đớp sâu đùi của ngựa thì ngựa lại nhón nhón cái chân sau giả vờ rên rỉ. Thấy sói đã cúi xuống đúng tầm, nó tung vó đá một cú trời giáng làm cho con sói bật ngửa, bốn cẳng hơ lên trời, kính thì vỡ tan mà mũ thì văng ra xa. Thì đó chính là cái cảnh mà sói đã bị ngựa đá. Các con chúng ta hãy trình bày ngắn gọn cái cảnh này nhé. Câu hỏi thứ 5, chọn tên khác cho chuyện theo gợi ý dưới đây và giải thích tại sao. A. Sói và ngựa. B.
lừa người lại bị người lừa. C. Anh ngựa thông minh. Vậy thì câu chuyện của chúng ta là câu chuyện có tên là Bác sĩ sói. Bây giờ chúng ta đặt cho câu chuyện này một cái tên khác. Có thể tên là sói và ngựa. Có ai thích tên là lừa người lại bị người lừa? Ai thích tên là anh ngựa thông minh? Thì chúng ta sẽ lựa chọn ba cái gợi ý này để các con đặt tên. Tuy nhiên thì các con thích cái tên nào, các con đặt tên nào thì các con giải thích lý do tại sao các con lại thích cái tên đó. Ví dụ như là thích cái tên ý A là sói và ngựa, thì vì sói và ngựa là hai nhân vật chính trong câu chuyện này. Các con chọn ý B thì các con giải thích là vì con sói gian xảo định lừa ngựa nhưng lại bị ngựa lừa lại. Vậy thì cái tên là lừa người lại bị người lừa là phù hợp. Câu chuyện nói lên là những kẻ xấu thì luôn bị trừng phạt đích đáng. Rồi ý C, các con chọn là anh ngựa thông minh chẳng hạn. Thì trong câu chuyện này, ngựa rất là thông minh, nhanh trí để trừng trị con sói gian ác. Thì các con lựa chọn đáp án nào cũng được, miễn sao các con giải thích tại sao các con lại thích cái đáp án đó thôi. Hoặc các con có thể là tự mình đặt cho câu chuyện một cái tên khác nữa. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta hoàn thành cái câu bài tập số 2. Các con chúng ta hãy ghi chép câu trả lời số 1, câu trả lời số 2 và câu trả lời số 3 và sổ trắng. Các con nhớ trình bày cho đẹp, viết chữ đúng chính tả nhé. Tiếp theo thì cô mời các con chúng ta sẽ cùng cô chúng ta thực hiện cái bài tập số 3 nhé. Bài 3. Tìm từ trái nghĩa với từ đã cho điền vào chỗ chấm. Chúng ta có các từ vui, trắng, già, nhanh, sớm, ngắn. Vậy các con hãy tìm những từ trái nghĩa phù hợp để điền vào những chỗ trống, chỗ chấm mà đã có những cái từ cho trước nhé. Các con đã được học từ trái nghĩa rồi, chúng ta cùng kiểm tra và cùng thực hiện nhé. Vui, trái nghĩa với từ vui, đó sẽ là từ buồn. Trái nghĩa với từ trắng sẽ là từ đen. Trái nghĩa với từ già sẽ là từ trẻ. Trái nghĩa với từ nhanh sẽ là từ chậm. Trái nghĩa với sớm sẽ là tối hoặc là muộn. Trái nghĩa với lại ngắn là dài. Như vậy thì vừa rồi các con chúng ta đã thực hiện xong cái bài tập số 3 rồi đấy. Các con chúng ta có điền đúng chưa? Chúc mừng các bạn chúng ta đã làm đúng bài tập số 3 nhé. Bạn nào mà chúng ta điền chưa đúng thì chúng ta có thể sửa lại ha các con. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta là ôn tập và tự học môn tiếng Việt, thực hiện 3 cái câu bài tập. Mong rằng là các con chúng ta sẽ rèn luyện đọc thật là hay, viết chữ thật là đẹp, và chúng ta có thêm một số vốn từ tiếng Việt để các con chúng ta tiếp tục học tốt ở những cái thời gian sắp tới nhé. Cuối cùng cô chúc các con sức khỏe, chúc cho các con chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của cô giáo nhé.